Xin chào, tôi là Jessica Orner, tác giả của những cuốn sách bán chạy của thời báo New York về giải pháp sức khỏe và sự tự tin. Hôm nay trong video này, tôi sẽ chia sẻ phương pháp chữa lành bằng gõ huyệt. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể áp dụng điều này trong cuộc sống của mình. Đó thực sự là một quy trình rất mạnh mẽ mà tôi biết bạn sẽ thích. Đây có thể là trải nghiệm đầu tiên của bạn về gõ huyệt, hoặc bạn là một người có kinh nghiệm rất là nhiều. Bất kể bạn ở đâu trên hành trình của bạn, bạn có thể trải qua một số trải nghiệm căng thẳng ngày hôm nay. Điều quan trọng trước tiên là phải nhận ra cách chúng ta trải qua căng thẳng. Căng thẳng không phải là điều gì đó đơn giản xảy ra trong tâm trí. Chúng ta trải nghiệm nó với cả cơ thể. Nó có thể xuất hiện như là một áp lực trong lồng ngực, đau lưng hoặc một số căng tức trong cơ thể vì chúng ta cảm thấy căng thẳng và có cảm xúc với toàn bộ cơ thể chúng ta. Điều thực sự quan trọng là chúng ta kết hợp tâm trí và cơ thể để cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Đó là lý do tôi cảm thấy yêu thích phương pháp gõ huyệt này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bạn gõ huyệt thì cortisol là hormone gây căng thẳng stress giảm đi đáng kể. Và một số lưu ý với bạn là việc bấm huyệt sẽ có hiệu quả khi kết hợp với những lời bạn tự nói với chính mình. Bài tập này thiết kế để trở thành một công cụ mạnh mẽ khi chúng ta bắt đầu chạm vào các điểm trong cơ thể. Khi bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi sẽ nói ra những căng thẳng, những thất vọng đó. Và khi chúng ta nói ra những cảm xúc đó, thì chúng ta kích thích những chỗ bấm huyệt này. Chúng ta sẽ gửi đến một tín hiệu êm dịu đến não, để não biết rằng ngay cả những suy nghĩ này vẫn an toàn để thư giãn. Và khi chúng ta vẫn còn một suy nghĩ về sự căng thẳng ở trạng thái suy nghĩ thì suy nghĩ đó không còn tác động mạnh tới chúng ta và chúng ta dễ dàng xóa bỏ nó và chúng ta cảm nhận được sự thư giãn mạnh mẽ hơn. Căng thẳng sẽ bắt đầu giảm xuống là lúc chúng ta sẽ đưa ra những tuyên bố tích cực hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu nói theo tôi nào. Mặc dù tôi cảm thấy căng thẳng nhưng tôi chấp nhận bản thân mình. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chấp nhận bản thân như thế nào. Bạn sẽ vô hiệu hóa mọi phán xét của mình về vấn đề này, cho phép bạn có một cuộc trò chuyện trung thực về cảm xúc của bạn. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn bạn kiểm tra sự căng thẳng đang hiển thị như thế nào trên cơ thể. Thậm chí bạn có thể nhắm mắt lại. Chỉ cần bạn kiểm tra mức độ căng thẳng như thế nào xuất hiện như là căng tức hoặc là đau vị trí nào trên cơ thể. Bạn hãy đánh giá mức độ căng thẳng từ 0 tới 10. 10 là cực kỳ căng thẳng và đau đớn, 0 là không còn gì nữa. Hiện cấp độ của bạn là bao nhiêu? Tôi muốn bạn suy nghĩ điều gì đang khiến bạn căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Có thể đó là điều nhỏ nhặt hay lớn lao, như là mâu thuẫn với ai đó, hay căng thẳng về một khoản nợ, hay phải chuẩn bị cho một bài thuyết trình, thậm chí là căng thẳng do công việc, hay bạn phải đạt được mục tiêu nào đó. Chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. Hãy bắt đầu bằng việc hít thở ba hơi êm dịu. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Và bắt đầu bằng việc chúng ta sẽ gõ tay ở điểm chặt karate và lặp lại theo tôi nào. Mặc dù tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng, thì tôi vẫn chấp nhận bản thân. Dù tôi có cảm thấy như thế nào đi nữa. Mặc dù tôi cảm thấy căng thẳng trong cơ thể, tôi vẫn chấp nhận bản thân trước vấn đề này. Mặc dù tôi cảm thấy quá tải và lo lắng, tôi chấp nhận bản thân và yêu bản thân sâu sắc.
chúng ta sẽ gõ lên những điểm còn lại và tiếp tục nói bằng cảm giác của mình. Những căng thẳng của tôi bắt đầu ở lông mày. Chuyển xuống đuôi mắt. Tất cả những căng thẳng trong cơ thể tôi. Chuyển xuống dưới mắt nào. Dưới mũi. Tất cả những căng thẳng của tôi. Chuyển xuống cằm. Tất cả những căng thẳng trong cuộc đời tôi. Chuyển xuống xương quai xanh nào. Có thể dùng cả bàn tay. Tất cả những căng thẳng của tôi chuyển xuống dưới cánh tay. Chuyển lên đầu nào. Tất cả những căng thẳng trong cơ thể tôi. Tất cả những cảm giác căng thẳng, choáng ngợp. Mà tôi đã phải chiến đấu với chúng quá lâu. Và bây giờ tôi cho phép bản thân rằng thật an toàn để có một cuộc trò chuyện trung thực với cơ thể và tâm trí của mình. Tôi cảm thấy căng thẳng vì tôi sợ hãi. Tôi sợ không thể hoàn thành mọi thứ. Tôi sợ có thể mắc lỗi. Tôi sợ rằng có thể không tìm ra được cách giải quyết. Một phần tôi có thể không thể thư giãn được cho đến khi tôi tìm được câu trả lời. Một phần tôi cũng tin rằng tôi không thể thư giãn được cho đến khi mọi thứ được khắc phục. Tôi đưa ra tiếng nói của mình. Bạn phải nói ra cụ thể. Và kết thúc câu nói của mình khi chạm vào lông mày. Tôi cảm thấy căng thẳng vì... Hãy nói to ra tại sao bạn thấy căng thẳng. Một lần nữa hãy lặp lại theo tôi nào. Tôi cảm thấy căng thẳng vì... Hãy nói to ra. Một lần nữa... Tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi cảm thấy quá tải. Vì... Hãy lặp lại theo tôi. Tất cả căng thẳng này trong cơ thể và tâm trí của tôi khiến tôi cảm thấy quá tải. Tôi đã cố gắng để hướng tới một giải pháp. Tôi cảm thấy quá tải và tôi muốn các câu trả lời ngay bây giờ. Một phần trong tôi tin rằng tôi không thể thư giãn cho đến khi khắc phục được vấn đề này. Tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết nó.
và nó đã không hoạt động. Và tôi thấy mệt mỏi. Sự căng thẳng này đã có quen với tôi. Nhưng tôi mở ra một cách khác. Tôi mở ra một giải pháp khác. Mặc dù tôi chưa tìm ra câu trả lời, nhưng tôi cho phép mình được thư giãn. Mặc dù tôi muốn thay đổi, bây giờ tôi cho phép mình được thư giãn. Tôi cho phép bản thân cảm thấy thoải mái. Tôi nhận ra tất cả những áp lực mà tôi tự đặt lên mình. Và tôi cho phép bản thân để nó xa đi. Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi thấy mình ổn. Ngay lúc này, tôi nhận ra mình đã thoát đi. Ngay bây giờ, tôi thấy mình ổn. Ngay lúc này, ngay bây giờ, tôi nhận ra mình đã thoát ra. Tôi mong muốn nhiều hơn vậy và tôi vẫn thư giãn. Tôi mong mình thay đổi và tôi thư giãn khi giải phóng những mong muốn để có câu trả lời. Tôi cho phép con đường được mở ra. Tôi đang ở chính xác nơi tôi muốn đến. Và tương lai của tôi tươi sáng hơn. Tôi cho phép tâm trí và cơ thể tôi thư giãn. Hít vào trong bình an. Và thở ra những gì tôi không cần nữa. Tôi chọn để có cảm giác, có cơ sở để tập trung vào mình. Tôi chọn để cảm thấy bình tĩnh và tự tin. Tôi cởi mở với những ý tưởng mới. Tôi bắt đầu thực hiện nó từng bước một. Hít thở từng hơi một. Cảm thấy bình tĩnh và tập trung. Tôi cho phép mình cảm thấy tốt hơn. Đây là khởi đầu của một cái gì đó rất tuyệt vời. Cảm giác thư thái và hy vọng trong cơ thể và tinh thần của tôi.
Hít vào, thở ra. Một quy trình thật là tuyệt vời. Bây giờ hãy kiểm tra chính mình, kiểm tra cơ thể của bạn với căng thẳng cũ đó. Con số đã giảm xuống còn bao nhiêu về mức độ stress, mệt mỏi, lo lắng của bạn. Và cũng kiểm tra với sự kiện đó, sự kiện cụ thể, cho biết con số cụ thể ngay cả khi nó chỉ giảm xuống một điểm. Thật kinh ngạc, chỉ với vài phút bạn đã gõ huyệt, bạn đã trải qua một sự thay đổi rồi. Nếu bạn thích phương pháp này, hãy chia sẻ với nhiều người xung quanh mà bạn yêu. Cảm ơn bạn rất là nhiều.